Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay bắt đầu đi săn anh em nhé. Chó đang sủa tít kìa nhé. Bây giờ là gần 6 giờ anh em nhé. Chó đang tìm hơi lên trên này. Chó bắt được mùi khu này anh em nhé. Tìm ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Đi tít trên này anh em nhé. Đang sủa trên này nhé. Con chó mới là hôm qua đi tơ xong là cắn nhau bị đau chân rồi mình không đem đi, đem mấy con đại ca đi nhá. Anh em để ý mình chó có tìm đường nha anh em nhá. Để trời sáng anh em đây, chập sáng. Anh em để ý nhá. Hình như vào lỗ đây anh em nhá. Hình như máy lố liền vào ấy. Nó cũng đang tự kiếm. Vào đây rồi nhá. Bỏ ngoài rồi nhá. Đây hình như một lố trên nữa anh em nhá. Cái kiểu máy lố này nó hay ra lắm ấy. Chó đây lục sụp đây. Nó ra đào đây khá lâu ấy nhá. Anh em để ý xem mình đào đâu nhá anh em nhá. Đây, anh cái tổ của nó đây anh em nhé. Tổ to nha anh em nhé. Anh em để mình đào đúng nhá. Được một con nữa.